liên tục là những phiên tăng giá của VN-Index trong nhiều cái yếu tố nghi ngờ. Cái thị trường ta mới quanh 1240, 1230 thì bây giờ thị trường ta có một phiên đáo hạn đóng cửa 1271 điểm. Thế thì đối với những cái giai đoạn này của thị trường thì anh chị cần phải lưu ý những gì? Và hôm nay là một trong những cái video Nam có setup một cái mẫu hình gọi là cực kỳ hay của VN-Index và Nam sẽ bật mí cho anh chị nhà đầu tư trong cái video này. Để thế anh chị nhà đầu tư nhớ coi tới hết video để chúng ta nhìn nhận thị trường ở nhiều góc độ khác nhau, cũng như là đánh giá lại về thị trường xem từ trong giai đoạn này như thế nào và liệu từ ngày mai thị trường ta sẽ ra sao, thì Nam và anh chị nhà đầu tư sẽ cùng nhau đi phân tích nhé. Anh chị có thể thấy thì đợt này khối ngoại người ta quay lại, người ta mua ròng, tâm lý thoải mái hơn, mua 470 tỷ. Tự doanh thì hôm nay không biết mua bán sao, nhưng mình nghĩ hôm nay tự doanh sẽ mua. Thế thì đối với những cái giai đoạn này của thị trường thì chúng ta cần phải lưu ý những vấn đề nào, thì Nam và anh chị nhà đầu tư sẽ cùng nhau đi phân tích ha. Ok, chúng ta sẽ thấy thị trường chúng ta rõ ràng trong giai đoạn vừa qua bản chất của nó là một thị trường ổn định. Nó là một thị trường ổn định anh chị. Ổn định vì sao? Bởi vì ổn định về cách di chuyển, ổn định về cái yếu tố về mặt là cổ phiếu, cân bằng tích lũy hướng lên có khá nhiều. Thứ ba là cái yếu tố đặt cửa. Giống như Nam nói với anh chị nhà đầu tư, bản chất của thị trường này là cái yếu tố đánh cược trong lúc thị trường đi ngang, và Nam không thay đổi quan điểm với anh chị nhà đầu tư. Dù anh chị có nói ngã nói nghiêng như thế nào, quan điểm mình thì thị trường này là một thị trường đi lên, tích lũy để đi lên và hướng lên. Vì thế trong những cái pha tích lũy và gọi là cạn kiệt cũng như là chán nản của thị trường, đó là một trong những thời điểm rất tốt để anh chị nhà đầu tư chúng ta thu gom, cầm nắm và đặc biệt là cầm full danh mục với số lượng cổ phiếu lớn nhất mà dòng tiền anh chị nhà đầu tư có thể có. Đương nhiên cái lượng margin thì mình không có khuyến nghị anh chị nhà đầu tư chúng ta sử dụng. Để sử dụng margin thì nó phải tùy vào cái tính chất của từng người, nên ai sử dụng margin thì họ phải trong trạng thái là linh hoạt tí. Còn những anh chị nào nhà đầu tư mà bỏ tiền vào thị trường, Nam đề nghị lúc nào nói với anh chị nhà đầu tư chúng ta luôn luôn phải ở trong trạng thái full hàng, và đặc biệt là phải full hàng ở mức giá rất thấp nó mới ok. Chúng ta lưu ý hoặc là những cái lúc mà thị trường ta xiên xuống để mua, đạp xuống để mua, thì Nam nói rất kỹ ở những cái video nào mà anh chị nhà đầu tư chúng ta follow Nam. Đặc biệt là trong những cái lúc mà thị trường ta kiệt và khối lượng như thế này, Nam nói với anh chị nhà đầu tư là gì? Khi thị trường ta đã đạt cái ngưỡng mà dưới 400 triệu cổ phiếu, nó thể hiện cái yếu tố chán nản kiệt quệ của thị trường, và đó là một trong những thời điểm rất tuyệt vời để anh chị nhà đầu tư thu gom cổ phiếu, hoặc là đó là những thời điểm thị trường ta sắp chuyển pha. Vì tất cả những cái lúc nào thị trường ta kiệt và thanh khoản như thế, nó thể hiện sự chán nản, chán chường của thị trường, thì đó là lúc tốt nhất để anh chị cầm cổ phiếu với số lượng lớn nhất, để khi nó tăng lên chúng ta mới ăn được. Chúng ta lưu ý như thế nha. Vì thế anh chị có thể thấy là mình nói với anh chị nhà đầu tư rồi, lúc nào thị trường xấu xấu bẩn bẩn, lúc nào thị trường chúng ta nó xiên xuống là cơ hội tốt để cho anh chị lấy. Còn cược dòng nào thì sẽ có nhiều cái yếu tố đánh cược khác nhau. Mình đánh cược dòng như là ngân hàng nè, chứng khoán nè, trụ nè, VN30 nè, một số cổ phiếu đơn lẻ. Thế thôi, chứ đâu có đặt cược nhiều dòng tiền, mỗi người nó có một phần thôi. Có nhiều người đánh cược nhóm midcap, mình không đặt cược nhóm midcap. Chúng ta lưu ý nha, đó là cái yếu tố quan điểm cá nhân của mình. Và anh chị có thể thấy là trong giai đoạn gần đây có rất nhiều cái yếu tố quan điểm bắt đầu thay đổi rồi. Hôm trước vừa bán ra xong rồi chê thị trường rất là xấu, nhưng bắt đầu thị trường kéo lên cả là quay sang đẹp ngay. Tức là cái yếu tố về mặt là cái tâm lý tư duy nó hoàn toàn phụ thuộc vào thị trường ta nó điều khiển. Tức là thị trường ta nó đạp xuống nó chê xấu, nhưng mà kéo lên là đẹp, mà kéo lên là đẹp là like và mua. Toàn bộ quan điểm trước đó là nó xóa bỏ hết. Mà Nam nói với anh chị nhà đầu tư trọng yếu trong giai đoạn này đó là quan điểm. Vậy thế là khi quan điểm anh chị nhà đầu tư rõ ràng và chuẩn chỉ thì cái đường lối anh chị đi nó mới thoải mái, nó mới nhất quán và nó mới tạo ra những cái giá trị trong các quá trình mà chúng ta đi tìm kiếm lợi nhuận trên thị trường. Chúng ta lưu ý nha, anh chị sẽ thấy có rất nhiều cái yếu tố. Ví dụ ngày hôm trước vừa kêu là thị trường rủi ro, thị trường bull trap, thị trường chết, nhưng chỉ hôm sau nó kéo lên một cái và quan điểm là có yếu tố thay đổi ngay, lại bắt đầu top cổ phiếu tăng, top cổ phiếu này nó cực kỳ khó chịu, đúng không? Chúng ta đâu biết là cái quan điểm nó là cái gì đâu. Rõ ràng chúng ta gì đang lênh bênh với thị trường và gần như ở trong trạng thái vô địch, và không biết thị trường này là lên hay xuống. Nhưng mà ở trong trạng thái như vậy, tức là nó đạp xuống cái là bán hàng ra, cái là bắt đầu là rớt, bắt đầu là xấu, bắt đầu là bull trap. Nhưng nó kéo lên cái lại đẹp, lại có dòng tiền, lại là siêu sóng. Quan điểm như vậy nó sẽ làm cho anh chị nhà đầu tư một lúc nào đó yếu tố về mặt là giao dịch của anh chị nhà đầu tư sẽ bị quẳng, tức là ông ta bị gọi là bị nó quay ấy, tức là bị tổ chức người ta quay, nó quay liên tục, nó bắt đầu nó hành hạ chúng ta. Và cái đầu tiên, cái thứ hai nữa là chỉ còn quan điểm lên là một thời điểm nào đó anh chị sẽ nằm ở cái phân định. Và nhìn cái thanh khoản của thị trường như thế này, Nam đánh giá là mức độ FOMO của anh chị nhà đầu tư rất yếu. Và hôm nay là một trong những cái phiên mà thị trường chúng ta tạo ra được một mẫu hình rất hay và rất đẹp. Cái điều kiện của nó bây giờ đã chuẩn rồi. Mọi thứ Nam nói với anh chị nhà đầu tư sau cái phiên này, rất nhiều cái yếu tố quan điểm sẽ tiếp tục thay đổi. Và thị trường này là một thị trường gì? Kiệt cung. Và thị trường không phải là thiếu cầu mà là cầu đang chờ đợi. Và cái lượng cầu đó sẽ là cái lượng cầu rất kỳ vọng vào ngày mai, bởi vì nó đã set up được một cái mẫu hình rất là đẹp. Và cái mẫu hình đó là mẫu hình gì? Chút nữa Nam mới bật mí cho anh chị nhà đầu tư. Anh chị hình dung như thế. Chút nữa mình sẽ bật mí cho anh chị nhà đầu tư. Và cái mẫu hình đó nó đang thỏa rất nhiều điều kiện. Một là điều kiện vĩ mô của chúng ta đang rất đẹp, anh chị thấy bắt đầu phép người ta hạ 0,5% lãi suất rồi, đúng không? Ra quyết định như vậy, mọi thứ ổn định tốt. Mình không biết người ta nhìn về góc độ suy thoái như thế nào, tôi không biết, nhưng tôi nói với anh chị nhà đầu tư, khi mà người ta phép nó ra như vậy là nó sẽ làm kích thích rất nhiều thứ, đặc biệt là cái chính sách vĩ mô của chúng ta, mọi thứ nó sẽ tốt. Lưu ý nha, và không có cái gì xấu ở thời điểm hiện tại. Và đó là những cái mình nói xuyên suốt với anh chị nhà đầu tư từ khi thị trường ta giao dịch trong khoảng thời gian đi ngang này, bởi vì vĩ mô tốt và không có cái gì lăn tăng, nên tôi lúc nào cũng chờ ở trong trạng thái là chỉ cần thị trường đạp là tôi sẽ khuyến nghị anh chị nhà đầu tư lao vào mua, còn thị trường tăng là tôi lại thôi. Đó là cái cách đánh của hệ thống bên mình trong các tất cả các chu kỳ trong giai đoạn vừa rồi, đặc biệt là những tháng vừa rồi, nhịp nào mình sẽ đánh như vậy, xuyên xuống là mình mua, tăng lên là mình hạ, mà cứ đạp xuống là mình mua lại, nó là như thế. Vì thế anh chị có thấy là những cái pha mà ví dụ như ở đây này, những anh chị nào mà chúng ta ở trong nhóm khách hàng của Nam chắc chắn anh chị sẽ coi được cái video ngày 5 tháng 8, Nam lên một cái video trong những cái ngày mà thị trường rất bão lửa, giảm rất mạnh và rất sâu, và Nam lên nó nói với anh chị nhà đầu tư hai thứ: một, thị trường này là cơ hội và nó xiên xuống, anh chị phải mua cho Nam, anh chị phải cầm cổ phiếu số lượng lớn với giá thấp nhất cho Nam, đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai là chúng ta sẽ có gì, chúng ta sẽ dành 20% cái gì ạ, cái tài khoản của ta trừ cho một mã cổ phiếu giá đang nằm ở dưới đáy, có câu chuyện trong giai đoạn tới, và đặc biệt thanh khoản dồi dào. Và chúng ta đã lấy cái gì ạ, chúng ta đã lấy mã Vinhome, đúng không? Chúng ta sẽ đã lấy ở đây, đó là 20%, đó là mã cổ phiếu đang nói với anh chị nhà đầu tư thu gom. Bởi vì sao? Thứ nhất, mã này là có cơ bản, cho nó có cơ bản đang hoàng anh chị, giá nó cao, giá nó dưới đáy, giá nó cao đâu, giá nó dưới đáy. Đó là hoàn toàn những cái mình nói trước khi mà con Vinhome này chạy, và chỉ cần quan sát đúng thời điểm là khuyến nghị anh chị nhà đầu tư lấy vào giá 37 ngay. Vì thế anh chị nào muốn coi cái video nội bộ của hệ thống bên mình ở ngày 5 tháng 8 để nâng cao được cái năng lực đầu tư thì anh chị có thể liên hệ với các bé trợ lý của mình ở phía dưới video này. Nó có một mô tả, các bé sẽ hướng dẫn cho anh chị một cái link để anh chị vào. Bởi vì cái đó không public ở trên YouTube, nó là anh chị nào phải có link thì chúng ta mới coi được. Và ở đó mình có nói rất rõ về các quan điểm của mình là đây là những cái pha xiên xuống cơ hội tốt để anh chị ta thu gom cổ phiếu. Anh chị không nên quan ngại đối với thị trường, bởi vì chỉ cần quan điểm chúng ta lệch lạc đối với thị trường này thì tất cả hành động của chúng ta sẽ sai. Và về chúng ta sẽ sai từ đầu sang đến cuối, sai những điểm mà thị trường đạp xuống không dám mua, lên trên cao mua lại cắt ra xong bị nó quằn trong giai đoạn này, liên tục đi tỷ trọng vốn sai, và tỷ lệ chúng ta bị bào mòn tài khoản sẽ là cực lớn, và anh chị sẽ không nhìn ra được cơ hội trong những cái quá trình mà thị trường ta đi ngang tích lũy và giặt dẹp. Và Nam nói với anh chị đầu tư những cái pha mà thị trường ta sắp chuyển pha, những pha xấu của thị trường đó là cơ hội rất tốt để chúng ta thu gom cổ phiếu. Đây nè, Nam cho minh chứng cho anh chị nhà đầu tư xem. Ví dụ như ở đây anh chị thấy này, ngày 6 tháng 8 là anh chị thấy không, tức là mình trao đổi với một anh khách hàng của mình nói là đạn này có rất nhiều đại gia người ta canh đạp là người ta gom trong một trận đánh cuối năm, người ta nạp 20 triệu đô vào tài khoản mua mấy phiên hôm nay rồi, tức là ngày 5 tháng 8 là ngày đạp, thì ngày 6 mình trao đổi với anh này như vậy, tức là quan điểm nó không thay đổi. Mình nói mình đã tư vấn cho những nhà đầu tư như vậy, kêu là đây là thời điểm tốt, bởi vì hàng nó nhả ra một cách vô lý, người ta nhả ra, người ta nhìn thế giới người ta nhả ra một cách vô lý, anh chị phải lấy vào lao vào lấy ngay, bởi vì tiền lớn người ta phải kê dưới, người ta mua nhỏ lẻ người ta bán cho thì nó mới nhanh gom hàng được. Chứ bây giờ anh em nói với anh chị nhà đầu tư để một số tiền lớn người ta gom rất khó, chỉ cái nào đạt mới mua được. Chúng ta lưu ý nha. Vì thế anh em nói với anh chị nhà đầu tư hệ thống bên mình mình kêu là đoạn này đại gia người ta nạp tiền người ta lấy. Và cái video ngày 5 tháng 8 đó Nam cũng nói rõ ràng với anh chị nhà đầu tư, cái phiên đó trong video mình có nói là phiên đó có người nạp tiền mà người ta mua, và rất nhiều cá vật người ta cũng sẽ hành động như vậy, người ta nạp khoảng 400-500 tỷ và người ta gom trong những thời điểm đó là bình thường anh chị. Chúng ta lưu ý nha, đó là cái yếu tố quan điểm xuyên suốt của mình, và đây là một trong những cái điểm nhấn của rất nhiều anh chị nhà đầu tư, họ chờ đợi những pha đạp như thế này để người ta lấy vào. Và sau một cái pha mà thị trường ta đi lên mà rủ xuống như thế này nè, bây giờ mọi thứ nó đang cực kỳ đẹp. Nó nói với anh chị nhà đầu tư, một á là những nhà broker nào ở VPS chắc chắn hôm nay đã nhận được một cái thông tin rất là ok về cái yếu tố nâng hạng của thị trường, về cái yếu tố gì ạ, sự tốt đẹp của vĩ mô, và cái yếu tố di chuyển của thị trường là đang rất tốt. Khả năng thị trường ta bật và trong ngày những cái phiên tới sẽ là cực cao. Mẫu hình nó đạt về cả yếu tố kỹ thuật, nó cũng đang đạt vào mẫu hình rồi, chỉ cần ngày mai thị trường bùng nổ volume thị trường ta sẽ bùng nổ ngay. Mà cái quan trọng nhất đối với các yếu tố bùng nổ là gì, là anh chị phải có vị thế trước khi bùng nổ, và anh chị phải nắm được số lượng cổ phiếu tốt nhất trước khi nó bùng nổ. Giống như con CTG này vậy, bây giờ nó bùng nổ lên giá 36 ta không nói, nhưng nếu anh chị nào nghe Nam lâu anh chị sẽ thấy Nam nói một cái vấn đề gì, con này nó tăng lên 36 nó giảm về 30-31 này, dưới đây lo mà mua đi. Bởi vì sao? Nó có thể di chuyển hơi lâu nhưng mà cái giá của nó sẽ cực kỳ tốt để cho anh chị nhà đầu tư thu gom cổ phiếu. Ví dụ hệ thống bên mình cầm giá 32, giả sử như vậy vẫn nuôi, có thể là nuôi mấy tháng chúng ta mới có một chút thành quả khoảng 12-13% đối với những anh chị nhà đầu tư theo deal CTG. Nhưng mà anh chỉ có thấy là miễn sao kết quả chúng ta đạt được là lời, chứ không là thời gian chúng ta cầm nắm là bao nhiêu. Chúng ta lưu ý nha, ví dụ chúng ta cầm CTG giá 32, chúng ta nuôi mấy tháng nó lên xuống chỗ này. Nên vẫn nói với anh chị nhà đầu tư những dạng này anh chị nhà đầu tư cứ cầm thoải mái, không cần phải lăn tăng. Chúng ta lưu ý nha, thậm chí anh chị nhà đầu tư bên mình ấy, mua chỉ có 32 thôi nhưng mà mình mua phải 33 ở đây nè. Mình mua cái vùng này nè. Sâu lấp cho anh chị nhà đầu tư xem nè. Anh chị coi nè, CG mua 150.000 giá 33.35 nè anh chị thấy không? Ngày 21 tháng 8 bắt đầu mua này. Đây là một mặt tài khoản mới nạp tiền không? Mua CG luôn 33.35. Và chúng ta phải mua trước khi nó nổ, chứ không phải đợi nó nổ lên như thế này chúng ta mới lấy. Vì sao? Bởi vì khi nó nổ như thế này nó sẽ tăng tiếp, chứ không phải nó chết đâu. Nhưng cái quan trọng nhất là chúng ta sẽ có một cái biên lợi nhuận tốt hơn những nhà đầu tư mua sau. Đó là chúng ta sẽ có một phần lợi nhuận ở đây này. Ví dụ từ 32 đi lên trên này chúng ta đã có một biên lợi nhuận là nhiêu anh chị? Chúng ta đã có khoảng 13% lợi nhuận. Nhưng những nhà đầu tư mới mua chỉ người ta chỉ được khoảng 2% lợi nhuận thôi. Là chúng ta đã có một vị thế đi trước. Sau này thí dụ cổ phiếu nó tiếp tục tăng thì toàn bộ những nhà đầu tư có lời từ vùng giá 32 trở lên người ta sẽ có một biên lợi nhuận cực kỳ to. Ví dụ như thế, vì thế Nam mới nói với anh chị đầu tư là trong lúc mà các cổ phiếu nó tích lũy, anh chị phải thu gom được cổ phiếu. Giống như thị trường vậy, phải có vị thế trước khi nó bùng nổ. Chứ còn mà thị trường nó xảy ra rồi chúng ta mới lao vào là biên lợi nhuận người ta sẽ cực nhỏ. Chúng ta lưu ý nha, nó là như thế. Vì thế trong những cái pha đạp của thị trường này, nó nói với anh chị nhà đầu tư này. Lúc trước Nam có phân tích cho anh chị nhà đầu tư ngày khoảng 11/9 này. Mình kêu lúc này thị trường nó đạp vào mốc 1250 là anh chị phải chủ động mua vào. Mua ngay, ví dụ như nhóm ngân hàng ta có ACB, Techcombank, STB mốc 1250 là mua liền. Đúng không? 1250 nè, ngày 11/9 cho anh chị nhà đầu tư xem chúng ta có ACB. Này. Ngày 11/9 là cây này nè. Nó đạp về 24 mua ngay. Có thể bây giờ nó chỉ có 8 like lợi nhuận thôi, nhưng nó cũng là tiền. Và nó là vị thế. Còn đương nhiên là vị thế hệ thống bên mình có giá thứ 23 rồi. Đây là cho những anh chị nhà đầu tư mua sau. Mua sau mới vào rút thì canh mua. Chúng ta có gì? Techcombank này. Nó đạp xuống cây này nè, phải 11/9 ta lấy không? Đạp xuống giá nó có dưới 22. 122 lấy vô nó ăn giá 2 rồi, nhưng mà đây là gì? Vị thế tốt. Vậy chỉ cần nó bờ đất lên cái mức giá này là cái vị thế tốt, người ta sẽ sinh ra người ta một cái lợi nhuận rất tốt. Là người ta STB này. Cây nào nó đạp xuống quanh chỗ giá 29 này, lấy vào cho Nam. Bây giờ nó 30 năm rồi. Đây. Đây là những nhà đầu tư vào sau vẫn lấy bình thường. Đó là nè, anh chị thấy chứng khoán có HCM, SSI thủng 32 mua. Mình nói với anh chị nhà đầu tư thị trường á, mà nó test lại chỗ 12 thủng 1250 về 1245 chỗ này là anh chị nhặt hàng thôi, nhặt theo kế hoạch, đúng không? Cách đây mấy ngày chúng ta vừa tư vấn, chúng ta vừa trao đổi với nhau những cái yếu tố điểm mua như vậy, tức là những pha đạp xuống là chúng ta lấy. Còn khi mà thị trường ta tăng lên như thế này là thôi, ví dụ như 4-5 phiên gần đây là ngồi im, không có mua nữa, bởi vì nó tăng rồi là mình đã không mua. Chúng ta lưu ý như thế nha. Vì thế đó là toàn bộ cái yếu tố quan điểm của mình xuyên suốt cho anh chị nhà đầu tư, để anh chị nhà đầu tư thấy được một cái vấn đề gì đó là sự nhất quán trong quan điểm đầu tư. Và như thế nó sẽ tạo cho anh chị nhà đầu tư những cái tiền đề rất tốt trong quá trình phía sau về các yếu tố nhất định, về cái chu kỳ của thị trường. Mà đã nhất định chu kỳ tăng thì những cái pha xiên xuống thì chúng ta phải lấy hàng và phải có một lượng hàng rất tốt, tránh trường hợp lên giá cao rồi chúng ta mà lấy vào. Lên giá cao chúng ta là vào trạng thái rủi ro, chúng ta phải lấy trong lúc mà nhà đầu tư chê chúng ta mới phải mua. Còn lúc mà ai cũng thấy đẹp, ai còn thấy khen thì tới đó mọi thứ là rõ ràng rồi. Chúng ta lưu ý một số cái điểm như thế nha. Vì thế về quan điểm mình nha, ngày mai là một trong những cái ngày, chỉ cần hôm nay thị trường thế giới nó vẫn duy trì cái đà tăng, ví dụ hôm nay tối nay tăng khoảng 500 điểm, hiện tại nó tăng khoảng 400 đi. Ví dụ thế giới hôm nay đang coi tăng nhiêu 455 điểm, hôm nay chỉ có tăng 500 thôi, em nói thật. Bởi vì sau tin Fed này bây giờ nó giật ngược lên tăng 500 đi. Hôm nay nó chỉ cần tăng 500 điểm thôi. Ngày mai thị trường ta sẽ hoàn thành được cái mẫu hình. Và cái mẫu hình nó đang rất đẹp và mặt kỹ thuật và mặt tin tức và mặt này kia luôn. Về mặt quan điểm của rất nhiều nhà đầu tư hoặc là rất nhiều môi giới trên thị trường ở thời điểm hiện tại, người ta sẽ đảo view ngay. Bởi vì ngày mai thí dụ như chỉ cần như vậy là dòng tiền nó sẽ lao vào bùng nổ. Và lúc này thị trường ta đang đạt vào một cái mẫu hình, em nói với anh chị nhà đầu tư là mẫu hình Island Reversal trong ngắn hạn. Island Reversal là gì? Là một mẫu hình tạo ra một cái hòn đảo. Cái hòn đảo đó nó tạo bởi hai cái gap, và hai cái gap đó nó đang khớp vào nhau từng chút một. Ở đây chính là cái gap của thị trường. Vào ngày bao nhiêu ạ? Ngày 6/9. Anh chị thấy nó rớt xuống này, tạo ra một cái gap, sau đó rớt xuống này. Và ở đây nó đang quay lên ngược lại, đóng cửa và vô tình nó tạo ra một cái vùng. Ở đây chúng ta gọi là vùng gom hàng của tổ chức. Cái vùng này nó đè xuống mục đích để nó gom, thu gom nhà đầu tư còn sót lại trên thị trường mà nó bốc lên với tài khoản rất nhỏ. Chỉ cần ngày mai thị trường ta bùng nổ là nó sẽ tạo ra một cái gap ở đây. Từ gap này nè, khoảng cỡ 5 điểm thôi, nó đã tạo hoàn thành Island Reversal và nó bước một cây đóng khối lượng mà cỡ 800 triệu cổ phiếu là thị trường vào trận này. Và lúc này đang nói với anh chị nhà đầu tư thông tin thị trường ở thời điểm hiện tại cực tốt. Ví dụ chỉ cần ra tin chắc chắn năm sau nâng hạng là thị trường ta sẽ FOMO ngay. Và đó là cái lượng cầu chờ mà em đã nói với anh chị nhà đầu tư ở những phiên trước đó, khi thị trường ta kiệt về khối lượng. Đó là một trong những thị trường kiệt cung và thị trường cầu giờ. Mà thị trường cầu giờ là thị trường chỉ chờ thị trường nó bùng nổ là người ta sẽ lao vào ở giá cao. Và muốn mà nguyên tắc chúng ta kiếm được tiền là phải lấy hàng ở giá thấp và chờ cầu vào ở giá cao để chúng ta kiếm được lợi nhuận. Đó là nguyên tắc trong giai đoạn này. Vì thế những nhà đầu tư càng vào trước với thị trường, càng tức là mình có yếu tố đặt cược cửa sớm hơn cái yếu tố rõ ràng của thị trường thì biên lợi nhuận của chúng ta sẽ càng cao. Nó nói với anh chị nhà đầu tư như thế. Và từ 1.300 trở lên, Nam nói với anh chị nhà đầu tư biên lợi nhuận của hệ thống với mình sẽ cực tốt. Vì sao? Bởi vì tất cả những điểm mua và cổ phiếu mình đặt cược chỉ cần nó chuẩn một cái là mình sẽ ăn to. Chúng ta lưu ý nha, mọi thứ nó là như thế anh chị. Đó là cái yếu tố giao dịch của thị trường trong giai đoạn này nó đang hoàn thành một cái mô hình nào nó rất đẹp rồi. Thông tin chiều nay là đảm bảo là nhiều cái yếu tố sẽ thay đổi quan điểm ngay. Thị trường giật lên một cây bùng nổ là nhà đầu tư cầm tiền sẽ chịu không nổi. Mà nó nói với anh chị nhà đầu tư đầu tư chứng khoán là nhiều nhà đầu tư cứ nghĩ là thị trường tiền nó rút đi, không có rút đi đâu hết. Xưa nay không có, mình chả thấy ở đâu rút tiền. Chỉ là gì? Chỉ là nó chưa đánh. Nhà đầu tư cảm thấy chưa có ăn nên cảm thấy hơi nản. Ui trời nó đánh rồi thì tiền đổ vào ầm. Bao nhiêu cũng có, kéo lên bao nhiêu cũng kéo được hết anh chị. Chẳng qua là tổ chức nó không thích đánh thôi. Chứ còn tiền đầy sao không có được anh chị, nhiều lắm, không thiếu đâu. Thế là trong những cái thời điểm như thế này, anh chị hãy kiếm những cái mã cổ phiếu ấy, nó cũng có cái mẫu hình này chứ không có đâu. Nên lấy ví dụ như là về Techcombank này, anh chị thấy đó là mẫu hình đó không? Nè, nó tạo ra một cái gap nhỏ này anh chị thấy không? Đó, này nó xuống này nó móc lên y chang index luôn. Cũng có rất nhiều mã cổ phiếu như thế này, anh chị về kiếm đi, xem thử mã cổ phiếu anh chị có dính không. Và chỉ cần nó tạo ra cái gap nó bứt lên cả là cực kỳ đẹp. Đó, mình lấy một ví dụ Techcombank để anh chị hình dung. Còn về quan điểm mình thì có bao giờ mình hack cổ phiếu đâu mà mình bây giờ mà tiêu điểm mua. Như anh chị nhà đầu tư cứ tìm cổ phiếu này cổ phiếu kia, nhưng về quan điểm mình là mình phải mua trước. Điểm mình phải mua lúc thị trường nó đạp và mình tham gia hết rồi, còn lúc nó tăng là gần như mình không tham gia. Và đợt này mình thấy dòng tiền nó vào là banh này, ngân hàng là bất động sản, nó có đất xanh, BRDX, đây là những mã cổ phiếu anh chị nhìn thanh khoản này, con đất xanh rõ hơn. Thanh khoản nó vẫn cao như thế này là dòng tiền đầu cơ vẫn đang hoạt động nha anh chị. Nên là nó sẽ lên xuống, thị trường lên nó sẽ lên, thị trường xuống nó sẽ xuống. Nhưng mà chung quy dòng tiền đang ở đây là con BR cũng vậy. Đây là cổ phiếu có dòng tiền đầu cơ. Mặc dù á, mình không phải là không thích nhóm này, nhưng mà ví dụ như cá nhân mình không có tiền chơi, không có tiền đánh nhóm này bởi vì mình cược hết mấy dòng kia rồi. Nhưng mà phải nói với anh chị nhà đầu tư những con này dòng tiền đầu cơ nó đang hoạt động. Lưu ý nha, ví dụ đất xanh là hôm qua mình cho anh chị nhà đầu tư bên mình lấy bởi vì hết điểm mua rồi. Bây giờ ai mua thì mua những con này chứ mình đâu có mua, mình hết tiền rồi. Mình đẩy hết tiền vào trước kia rồi chứ không phải tới bây giờ mình mua. Nhưng mà đất xanh mình vẫn khuyến nghị cho anh chị nhà đầu tư trong nhóm mình nó là như vậy. Chúng ta lưu ý nha, nhóm chứng khoán tao HCM nè, SSI nè, VCI nè, chúng ta có gì? Chúng ta có FTS, chúng ta có BVS, những con này dòng tiền đang vào. Đó là nhóm chứng khoán. Thí dụ nhóm thép Hoa Sen, Nam Kim thì mình không đặt cược nhóm này nên mình không thấy có dòng tiền. Nó đặc biệt nó nằm ở dưới giá rất là thấp. Hoặc là những nhóm như phân đạm, ta có đạm Cà Mau, đạm Phú Mỹ, là những nhóm mà có cái thế gọi là cân bằng tích lũy. DGC thế cân bằng tích lũy, nhưng mà gọi là để đánh thì mình không có tiền đánh, tức là mình không đặt cược thì mình không có tiền đánh thôi, thế thôi. Và mình không cược ở nhóm midcap, ví dụ nhóm những nhóm này chúng ta gọi là các cổ phiếu midcap, mà các cổ phiếu midcap thì trong lúc này mình không có cược nhiều nên thành ra là mình không có tham gia vào. Nhưng mà mình nói với anh chị nhà đầu tư đây là những mặt cổ phiếu giá tích lũy và dòng tiền nó chưa thấy xuất hiện một cách mạnh mẽ, nó phải có tín hiệu và cái yếu tố bùng nổ volume thì chúng ta mới thấy được vấn đề đó. Nhưng mà lúc này để thấy hay chưa thì mình chưa thấy, ví dụ đã Cà Mau thấy chưa là mình chưa thấy dòng tiền gọi là hoạt động mạnh mẽ, nó chỉ tích lũy đi ngang, nó lên xuống và mình không đặt cược vào những cổ phiếu midcap dạng như thế này. Chúng ta lưu ý hoặc là HHV, CI, FCN, rồi LCG, những con này có dòng tiền không? Mình đánh giá không có dòng tiền. Dòng đầu tư công thì mình đánh giá không có dòng tiền, đó là các cổ phiếu midcap. Vì thế những cổ phiếu dòng lớn thì mình đánh giá nó có dòng tiền và sẽ kỳ vọng nó kéo trong những cái giai đoạn như thế này. Chứ còn những cổ phiếu midcap thì mình không chọn, nên chúng ta phải lưu ý đó là cái yếu tố quan điểm cá nhân. Vì thế anh chị đã chúng ta nghe video này, anh chị hãy mang một cái yếu tố gọi là tính chất tham khảo, không quyết định ảnh hưởng mua bán của anh chị nhà đầu tư. Ví dụ ngày mai nó mở gap tăng lên là tốt, thị trường tốt, mọi thứ ổn định. Còn mình không khuyến nghị anh chị nhà đầu tư mua bất kỳ cổ phiếu nào ở vùng này. Chúng ta lưu ý, ví dụ mà thị trường đạp xuống, anh chị hỏi mình mua hay không, mình sẽ nói anh chị mua. Còn khi thị trường nó tăng lên rồi là hệ thống mình ngồi im, ví dụ 3-4 phiên này là ngồi im không giao dịch. Mình chỉ giao dịch khi nào thị trường có biến động mạnh thôi, ví dụ tăng mạnh hoặc là giảm mạnh. Chứ còn thị trường mà nó cứ là đi lên theo kịch bản là mình sẽ không giao dịch, không khuyến nghị, không làm gì cả. Mọi thứ chúng ta sẽ cầm chờ, và ở trong trạng thái là cầm chờ tăng và bán, hoặc là cầm chờ tăng cho đến target rồi chúng ta tính toán tiếp. Chúng ta lưu ý nha. Còn những cái giai đoạn này của thị trường thì kỳ vọng thị trường sẽ sớm vượt 1.300 để tất cả chúng ta đều có những cái biên lợi nhuận phù hợp. Kể cả những nhà đầu tư vào trước thì có thể sẽ ăn nhiều hơn, Nhà đầu tư vào sau ta sẽ có được cái lợi nhuận để chúng ta hân hoan một cái gì đó mang yếu tố cuối năm một tí, đặc biệt là hưởng ứng chung với thị trường thế giới. Và anh chị có thể thấy thị trường này là một trong những dạng thị trường ức chế. Ức chế vì sao? Bởi vì cả thế giới người ta tăng hết, có một mình là chưa tăng, và vĩ mô của mình vẫn tốt mà nó vẫn chưa tăng, nó tạo ra một trạng thái ức chế. Vì thế khi ức chế mà nó xảy ra thì chỉ cần nó vỡ òa thì mọi thứ nó sẽ lao theo những cái yếu tố điên cuồng. Chúng ta lưu ý như thế. Vì thế thị trường này đang tạo ra cái ức chế như vậy, thì khi mà dòng tiền nó vào thì nó vào vừa những ông gì ạ, những ông đã cầm hàng là muốn bồi thêm, mà những ông gì, những ông mà cầm tiền lao ở ngoài chịu không nổi nữa lao vào, nó sẽ cộng hưởng rất là lớn. Và đương nhiên thì những lúc này thì bản thân mình thấy thị trường vẫn ổn vẫn tốt thì mình sẽ chờ thị trường 1.300 và vẫn xuyên suốt một câu nói chia sẻ với anh chị nhà đầu tư là target của mình là thị trường không có dưới 1.300, và trên 1.300 mình mới bắt đầu quan sát xem thị trường này còn đi dài hay đi ngắn được hay không. Còn lúc này thì mọi thứ nó vẫn chưa rõ ràng, mọi thứ vẫn sẽ chờ đợi vào một phiên bùng nổ vào ngày mai để hoàn thành được mẫu hình Island Reversal. Chúng ta lưu ý nha, đó là tất cả các yếu tố quan điểm cá nhân của mình. Mọi thứ lúc này mình thấy tốt, giờ chỉ có lên, có gì đâu mà phải xuống. Nên nói với anh chị nhà đầu tư là xuống được nó cũng khó. Hôm trước chỉ cần đạt một con Novaland mà nó sàn mà các cổ phiếu nó không rớt là biết là thị trường là sao xuống. Tâm lý như thế này hết biết dao động là sao xuống được nữa. Chúng ta lưu ý nha. Thế là thị trường này ổn định. Chọn hàng thì mỗi người mỗi hàng thôi. Ai sẽ có cái cục hàng của mình, ăn nhiều ăn ít thì tùy vào cách chúng ta đánh cược và lựa chọn. Ta lưu ý nha. Vì thế nào anh chị nào thấy phù hợp với quan điểm đầu tư của hệ thống bên mình thì anh chị chúng ta liên hệ với các bé trợ lý của mình ở phía dưới video này. Nó có phần mô tả đó, các bé trợ lý sẽ hướng dẫn cho anh chị chúng ta vào nhóm để chúng ta sẽ tránh một cú rơi rất mạnh của thị trường ở trong giai đoạn sắp tới. Bởi vì kiểu gì thị trường lên thì nó sẽ có một pha điều chỉnh mạnh, mà muốn tránh được pha đó thì anh chị phải về hệ thống bên mình. Nếu anh chị nhà đầu tư thấy sóng này mình đang đánh chuẩn thì anh chị nhà đầu tư lưu ý là cái nhịp chỉnh lớn sắp tới mình cũng sẽ né được. Lưu ý nha. Ok, thì đó là toàn bộ những cái yếu tố nhận định của hệ thống của mình trong ngày hôm nay. Anh chị nhà đầu tư nhớ đăng ký kênh và like video của mình để và chia sẻ video của mình tới rất nhiều anh chị nhà đầu tư, bạn bè, đồng nghiệp của anh chị để họ có thể nâng cao được cái năng lực đầu tư cũng như là biết thêm một số góc nhìn khác đối với thị trường trong những giai đoạn này ha. Ok, cảm ơn anh chị nhà đầu tư rất nhiều. Chúc anh chị nhà đầu tư một buổi tối thật là vui vẻ, cũng sự tăng giá của thị trường vào ngày mai, và hẹn gặp lại anh chị vào video buổi sau.